Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, năm mới Quý Mão 2023 sắp đến, ai cũng mong muốn năm mới nhiều niềm vui, tài lộc và may mắn. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, trước Tết năm 2023, các gia chủ hãy dọn sạch vị trí này, tiền vàng sẽ kéo vào như nước, giàu sang nhất họ. Vì quý vị không biết rằng, việc dọn sạch sẽ vị trí này hốt ngay tài lộc, nên cứ mải mê đi tìm may mắn, cơ hội ở đâu đó mà quên những việc nhỏ nhưng có võ vô cùng thiết thực sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Lối vào. Ai cũng biết vị trí lối vào kết nối cửa và nhà là quan trọng nhất, nhưng không ít gia đình vì tiền nên để rác ngay ngoài cửa để dễ dọn dẹp. Bạn không biết rằng đang phạm phải sai lầm ảnh hưởng tới tiền bạc của gia đình vì vận may chủ yếu đến từ cửa. Ngay khi bạn để một món đồ nào đó không phù hợp ở cửa, có nghĩa là bạn đã chặn đường tiến của tài lộc, không cho hoặc hạn chế chúng vào nhà bạn. Hãy nhớ rằng nếu mở cửa ra và có một hiên nhà sạch sẽ, vận may và tài lộc sẽ đến với gia đình, vì thế ngay lập tức dọn sạch lối đi vào nhà bạn nhé. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa phải được mở rộng và rộng hết cỡ khi cần thiết mà không bị vướng bởi bất kỳ vật cản gì. Bạn lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa nếu có và sơn cửa phải còn nguyên, không bong chóc, luôn mới. Bạn cần chú trọng tới ngôi nhà của mình bởi khi cửa chính được lắp đặt lâu mà không bị bạc màu, bong sơn thì đó là ngôi nhà phong thủy rất tốt. Chính vì vậy, bạn không nên để cửa nhà mình bị bong hoặc là lệch, khiến cho tài lộc trong nhà bị hao hụt. 2. Khu vực tiền bạc. Khu vực đông nam của ngôi nhà là một nơi thịnh vượng, thích hợp để đặt một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ nên đặt một số đồng tiền và nến để tăng cường vận may. Ngoài ra, bạn có thể xem xét đến việc đặt một bể cá cảnh trong khu vực giàu có này, hoặc là đặt chậu hoa violet, màu đỏ hoặc tím để tăng thêm phần giàu có. 3. Gầm giường. Phong thủy quan niệm rằng muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi thì vị trí gầm giường càng chứa ít đồ dùng thì càng tốt. Tuy nhiên, nhiều gia đình tận dụng gầm giường như một nơi chứa đồ để tiết kiệm không gian sống. Do không có thời gian hoặc không để ý quét dọn thường xuyên nên khu vực này thường rất bụi bặm. Theo phong thủy, gầm giường lộn xộn hoặc bụi bặm thường khiến gia chủ rơi vào cảnh lộ tài hoặc thu hút sự chú ý của tiểu nhân. Vậy nên tốt nhất là bạn hãy giữ cho khu vực này được sạch sẽ. 4. Là bếp. Chúng ta thường có thói quen treo các vật dụng sắc nhọn trên tường như là dao hay kéo. Thế nhưng đó là những vật không hề tốt cho phong thủy nhà ở. Nếu cứ để phơi ra như vậy, chúng vô tình trở thành những sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi. Các thành viên dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn. Vì thế hãy tìm một bộ dụng cụ để các đồ dao kéo này hợp lý, có thể che đầu nhọn của chúng đi hoặc để khuất ở đâu đó. Khi cần bạn chỉ kéo lấy ra mà thôi. Ngoài ra, bếp là góc tiền bạc nơi bạn nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Vì thế, bếp được xem là một vị trí nắm giữ tài chính quan trọng trong gia đình bạn. Nấu ăn ở đây trong một thời gian dài có nghĩa là nguồn thực phẩm dồi dào. Nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất. Không chỉ vậy, nhà bếp sạch sẽ khơi dậy sự thèm ăn của mọi người, giữ cho thực phẩm sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu đã biết cách dọn sạch sẽ vị trí này, hút ngay tài lộc thì ngay lập tức từ hôm nay cố gắng giữ cho bếp luôn sạch bạn nhé. Đừng vì lười mà ăn xong không muốn dọn rửa để mặc mọi thứ qua ngày này tới ngày khác, không muốn dọn. Lúc đó đừng hỏi vì sao công việc khi nào cũng cảm thấy bế tắc. Nên nhớ tài và lộc luôn đi cùng với nhau và hễ có tài thì có lộc, có tài ắt lộc sẽ đến. Trong đó, tài lại bắt nguồn và được vun đắp từ những món ngon trong gian bếp của mẹ. Điều này đã được dân gian đúc kết qua câu nói, ăn vóc, học hay. Một gian bếp được bài trí hợp phong thủy sẽ thắp lửa tài lộc cho gia chủ, đồng thời giúp các thành viên sức khỏe dồi dào để lao động và tích lũy tài chính. 5. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng phải luôn giữ sạch sẽ trong nhà, đó là nơi tập trung nhiều độ ẩm nhất trong nhà, làm sạch nó có thể giúp sự thông thoáng được lâu dài, mọi người sống tốt hơn.
Hơn thế nữa, bất kỳ gia đình nào cũng xây dựng nhà vệ sinh kết nối với phòng khác. Nhà vệ sinh bẩn có nghĩa là bạn sẽ hấp thụ nhiều vi trùng, bị may mắn, tài lộc bỏ rơi và sự giàu có dần biến mất. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những vị trí trên thì có một nơi mà gia chủ nhất định phải nhớ lau dọn sạch sẽ trước khi thềm năm mới đến, đó là bàn thờ. Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên và là nơi trang nghiêm, tôn kính nhất trong mỗi gia đình. Do vậy, khi lau dọn bàn thờ theo quan niệm dân gian, quý vị cần hiểu rõ trình tự và thực hiện lễ cúng đúng cách. Chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nên dọn bàn thờ vào ngày nào? Theo quan niệm dân gian, sau lễ cúng ông Công ông Táo là dịp thích hợp để người dân tiến hành thủ tục lau dọn bàn thờ cuối năm để đón năm mới và không ảnh hưởng động chạm đến việc thờ cúng các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, thực tế không có một tài liệu nào ghi chép cụ thể cũng như quy định về việc nên dọn bàn thờ vào ngày nào để đón Tết. Hơn nữa, bàn thờ là nơi linh thiêng, hội tụ nhiều năng lượng tích cực, tạo phúc đức cho gia chủ, nên việc dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ có thể tiến hành thường xuyên như một cách thể hiện lòng tôn kính của người sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Trong tháng Chạp, bạn có thể chọn một ngày lành bất kỳ để dọn dẹp bàn thờ, chứ không nhất thiết phải là sau ngày 23. Cách lau dọn bàn thờ cuối năm đón Tết. Chuẩn bị dụng cụ và lễ vật. Để tiến hành lau dọn bàn thờ ngày Tết cho chu đáo và tươm tất, tỏ được lòng thành của gia chủ thì bạn cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Chổi, khăn lau bàn thờ chuyên dùng, nước bao sái bàn thờ là nước làm từ 5 thứ thảo dược, quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng để tẩy uế, làm sạch đồ thờ cúng. Một chiếc bàn con bên trên trải vải hoặc là giấy đỏ để đặt bài vị. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các vị thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, không được lẫn lộn. Một chiếc thìa nhỏ, một mâm lễ bao gồm một đĩa xôi, một miếng thịt luộc, một đĩa hoa trái theo mùa, một ấm trà và một bộ 5 chén nhỏ, 3 chén rượu nhỏ, một chén nước sôi để nguội, bàn lễ tiền vàng, hai lọ hoa tươi. Hướng dẫn cách dọn dẹp bàn thờ cuối năm. Bước 1. Trước khi tiến hành dọn dẹp bàn thờ cuối năm, bạn nhớ tắm rửa sạch sẽ, sau đó bạn chuẩn bị lễ cúng đầy đủ, bày lên bàn thờ rồi thắp hương và đọc bài khấn, bao sái bát hương. Đợi cho hương tàn thì mới bắt đầu thực hiện lau dọn bàn thờ. Bước 2. Bạn hạ các đồ thờ cần lau dọn xuống bàn con đã trải giấy đỏ. Riêng bát hương, bạn cần lưu ý tuyệt đối không nên di chuyển, bởi thông thường khi đặt bát hương, các gia đình đều đã xem hướng để đặt sao cho phù hợp phong thủy nhất, giúp gia chủ hút nhiều may mắn và tài lộc. Nếu bát hương bị xê dịch, có thể chúng phải hướng xấu, khiến cho gia chủ gặp những điều xui xẻo không may. Bước 3. Thấm ẩm khăn sạch vào nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng để lau toàn bộ đồ thờ cúng. Bước 4. Sau khi lau bằng khăn ẩm hết toàn bộ bàn thờ, bạn dùng một chiếc khăn khô sạch khác để lau khô toàn bộ đồ thờ cúng. Bước 5. Sau khi lau bài vị xong, bạn tiến hành rút tỉa chân nhang dọn bát hương. Trước tiên là bạn hãy rửa sạch hai tay bằng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, sau đó dùng thìa nhỏ và xúc từng thìa trong bát hương đổ ra ngoài, cho trong bát hương có thể được xem đổ ra sông, suối, ao hồ và sau đó thay bằng cho mới hoặc có thể có những gia đình lọc lại cho để dùng tiếp. Bước 6. Sau khi dọn cho xong, bạn dùng khăn ẩm thấm nước ngũ vị hương, lau sạch bên ngoài bát hương. Lưu ý là trong suốt quá trình dọn dẹp bát hương, bạn không được để bát hương xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Khi tỉa chân hương và lau rửa, bạn cần lấy một tay giữ bát hương, một tay dọn dẹp và rút chân nhang. Nếu trạch chủ là nam thì nên giữ lại 7, 17, 27, 37 chân nhang, không được giữ lại 47 chân nhang vì đó là số tử thần. Còn nếu trạch chủ là nữ hoặc gia đình mẹ quá con côi thì nên giữ lại 9, 19, 29, 39 chân nhang, không được giữ lại 49 chân nhang. Bước cuối cùng là bạn đặt lại đồ thờ cúng đúng vị trí, đồng thời thay nước, thay chung gạo, muối nếu có, quét dọn ban thờ rồi khấn xin thỉnh các ngày về và báo cáo đã xong việc lau dọn ban thờ. Quý vị thân mến, qua video ngày hôm nay, chắc hẳn quý vị đã giải đáp được những băn khoăn nên dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là bàn thờ đón Tết như thế nào cho đúng cải thiện tài vận. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.